Bắt đầu phần 2 chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng liên quan đến sự sụp đổ của ngân hàng SVB ở miền Bắc California hôm thứ Sáu vừa qua. Thưa ông, khi mà cái tình hình nó xảy ra như ông vừa mới trình bày trong phần 1 á, như vậy thì cái cơ chế nào của chính phủ quyết định cái ngân hàng này phải đóng cửa? Dạ thưa, cái cơ quan của chính phủ đứng ra để mà gọi là lãnh cái ngân hàng đó, bắt nó phải đóng cửa và giao tất cả tài sản ngân hàng cho chính phủ, nó gọi là cơ quan bảo hiểm các tiền ký thác ngân hàng. Nó là một cơ quan của chính phủ trung ương. Nó đóng cái vai là khi mà các ngân hàng mà bị vỡ nợ thì nó sẽ giúp để trả tiền cho các thân chủ, những người ký thác tiền trong đó. Thí dụ bây giờ chúng mình có tiền gửi trong ngân hàng, thế ngân hàng mà nó sập đó thì mình không lo mất tiền. Là cái cơ quan bảo hiểm đó đó, nó sẽ gọi mình đến, nó bảo rồi ông có 300 ở trong ngân hàng đó, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho ông 300. Thì cái cơ quan đó, đó nó lo việc mà bảo hiểm, thì nó là cái cơ quan đến bảo cái ngân hàng kia là giao tất cả cho tôi. Cái cơ quan đó là thuộc của chính phủ trung ương. Cơ quan đó của chính phủ trung ương, nhưng nó lại được tất cả các ngân hàng góp tiền vô. Tức là các ngân hàng họ cũng biết là có cái anh đó đó thì thân chủ của mình nó không lo. Người ta vẫn tiếp tục gửi hàng, gửi tiền cho mình, bởi vì họ không có lo là nếu mình sập họ sẽ mất tiền. Thì các ngân hàng được lợi, nó giống như là tất cả mọi người được một cái hãng bảo hiểm, nó đứng ra nó bảo hiểm, thế thì mình phải góp tiền cho hãng bảo hiểm đó. Thì cái cơ quan đó là của chính phủ, chính phủ có tốn tiền trong đó, nhưng mà các ngân hàng thương mại, tất cả các ngân hàng là đều góp tiền vô đó cả. Và khi mà nó đứng ra bảo hiểm như vậy thì người ta yên tâm, người ta gửi tiền vô ngân hàng nhiều hơn. Với một cái biến cố lớn như thế này đó, thì với các khán giả của IBC TV đang xem chương trình này tại hạn, có nên lo? Dạ thưa, nếu mà quý vị có gửi tiền trong cái ngân hàng SVB đó, thì quý vị sẽ không lo nếu mà quý vị gửi ít thôi. Cái giới hạn là 250.000. Tức là ai mà gửi từ 250.000 trở xuống đó, thì cái cơ quan bảo hiểm của chính phủ đó họ sẽ hoàn lại hết. Nhưng mà trên thì sao? Trên cái số đó thì không chắc. Trên số đó đó thì sau khi họ tịch thâu ngân hàng rồi họ sẽ đem bán. Thì thâu được bao nhiêu tiền nhờ cái vụ bán đó, họ sẽ đem họ trả cho những cái thân chủ mà gửi trên 250.000, có bao nhiêu được các anh chia nhau, thành ra không bao giờ mà có được hết. Thưa ông, như vậy với những thân chủ mà như ông nói rằng họ đầu tư cái mạo hiểm đó, họ bỏ ra cho ngân hàng đó vào khoảng độ 50 triệu Mỹ Kim đi, mà bây giờ cái mức ấn định của cái cơ quan bảo hiểm chính phủ để lo cho các ngân hàng chỉ có 250.000 Mỹ Kim thôi. Như vậy thì cái vụ này là họ có thể trắng tay chứ không ạ? Dạ, thì họ khóc ầm cả lên. Dạ, thì có mấy anh VC nó khôn, nó đã bảo nhau trước, nó rút được 42 tỷ trong ngày thứ năm, những anh đó thoát. Nhưng mà còn bao nhiêu người khác thì dính. Nhưng mà cái chuyện mà dính đó không phải chỉ là những cái người gửi tiền trong ngân hàng, những người vô can cũng có thể bị dính. Tại sao? Thí dụ thế này, cái công ty của tôi gửi tiền trong cái ngân hàng SVB. Vâng. Tôi trả lương cho nhân viên bằng cái check của ngân hàng. Dạ. Bây giờ ngân hàng ấy đã bị đóng cửa, tất cả nhân viên của tôi không có check. Và không phải chỉ một công ty, có những công ty họ nhờ một người đứng ra lo việc trả lương. Cái, có những cái công ty thương mại nó chỉ thầu cái việc tôi trả lương cho nhân viên của anh, ok, mỗi tháng anh cho biết là người nào trả bao nhiêu, thế là tôi sẽ làm sách rồi gửi tiền vân vân, hoặc là ký thác cho họ. Họ thầu độ 100 cái công ty như vậy là họ lo cùng một việc cho cả 100 công ty, nó giản dị cho các công ty kia nhiều.
những cái công ty chuyên môn lo việc trả lương đó đó, nếu gửi tiền ở trong cái ngân hàng SVB này cứng luôn. Nhân viên của bao nhiêu công ty khác tự nhiên không có lương. Như vậy có nghĩa là cái cơ quan trực thuộc chính phủ mà gọi là bảo hiểm để lo cho tất cả ngân hàng đó, họ chỉ cũng có thể bảo đảm tới một mức độ nào đó thôi. Dạ. Chứ không phải là ký thác bao nhiêu thì họ trả bao nhiêu, phải không ạ? Dạ, giới hạn 250 ngàn. Dạ. Quý vị nhớ đừng có gửi ở đâu quá 250 ngàn. Dạ vâng. Cái câu này là với cái vụ sụp đổ của SVB đó, liệu nó có dẫn tới một cái cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn diện không chỉ tại nước Mỹ mà lan ra thế giới? À, cái này đó thì mình phải rút kinh nghiệm. Cái ngân hàng SVB này đó, là cái ngân hàng sụp đổ mà lớn thứ nhì trong thời gian gần đây. Cái hồi 2008 à, thì một cái ngân hàng sụp đổ đầu tiên là Washington Mutual, nó viết là WaMu. Ngân hàng đó đó nó cũng bị sụp đổ vì bị bank run, tức là người ta đến người ta rút tiền. Thì cái ngân hàng đó nó có cái tài sản độ 300 tỷ Mỹ Kim. Thì khi mà nó sụp đổ đó, thì cái đó nó không có gây chấn động cho các ngân hàng khác. Nhưng mà cái ngân hàng SVB này đó, thì người ta lo là bởi vì rằng có rất nhiều ngân hàng ở vùng California này cũng nhỏ như nó, mà cũng cho vay kiểu như vậy thì rất có thể bị lây. Nhưng mà cái điều mà người ta có thể bớt lo là thế này: cái số thân chủ của ngân hàng ấy nó nằm gọn trong một cái góc của nền kinh tế, một cái khu vực của nền kinh tế là những cái người VC và startup, à, và những cái công ty startup. Thành ra nó không lan ra những cái siêu thị hay là những cái ngân hàng khác. Thành ra là nó có lan, nó lan ra trong cái giới đó thôi, chứ nó không có lan ra bên ngoài. Thành ra không có lo lắm. Sáng hôm thứ hai vừa qua đó, ngày 13 tháng 3 thì Tổng thống Joe Biden có họp báo và ông đưa ra một cái lời trấn an là cái vụ sụp đổ của ngân hàng SVB đó, chính phủ bảo đảm là kể từ ngày thứ hai, tức là 13 đó, mọi người ký thác tiền vào trong ngân hàng đó có thể đến rút tiền ra. Ngay cả bà Bộ trưởng Tài chính là bà Yellen ấy, bà cũng nói rằng lương nhân viên mọi thứ đó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Mà ông Tổng thống Joe Biden có nói một câu rằng những người mà đóng thuế đó thì không phải trả cho cái vụ này. Như vậy là tiền hoàn toàn của chính phủ không ạ? Dạ thưa, cái luật của cái cơ quan bảo hiểm tiền ký thác ngân hàng, nó gọi là Federal Deposit Insurance Agency. À, nó chỉ trả đến 250 ngàn không thôi. Thì các ông VC, Venture Capitalist, họ nghe cái cơ quan bảo hiểm của chính phủ nói rằng từ ngày thứ 6 là họ tịch thu ngân hàng, đến ngày thứ 2 họ sẽ trả hết cho những người mà chỉ gửi 250.000 trở xuống, còn những người khác sẽ sau. Thì trong cái ngày thứ 7 chủ nhật, mấy ông đó đi khóc khắp nơi. Mấy và ông có nhiều tiền đấy. Những cái ông có nhiều tiền á, bây giờ là tôi gửi cả tỷ bạc trong đó mất hết à? À, hay là thu về 1 tỷ còn lại có 300 triệu, vợ con tôi nó khóc hết. Họ kêu khắp nơi. Và các chính trị gia, các nhà dân biểu, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều lớn tiếng kêu gọi là coi chừng, à, để cho họ bị sụp đổ như vậy có thể lan rộng ra cả nền kinh tế. Và mấy cái ông mà VC đó thì họ giỏi lắm. Họ vận động hành lang, họ chuyên môn đi vận động hành lang ở Quốc hội để làm những cái luật làm sao có lợi cho họ. Và mỗi lần một Quốc hội định đặt ra những cái cơ chế kiểm soát đó, thì họ đều vận động để giảm bớt cái kiểm soát đi. Họ bảo vấn đề chúng tôi tự do chứ, tự do thì kinh tế mới phát triển. Thành ra là họ cứ kêu gọi là bớt kiểm soát. Thì lần này đó, họ đi vận động hành lang,
Và rất có thể họ đã bắn tiếng trước là nếu mà họ không được cứu, họ sẽ đi rút tiền ở những cái chỗ khác nữa. Là những ngân hàng khác đấy. Những ngân hàng khác nữa. Và có thể gây ra một cuộc gọi là truyền bệnh sang các ngân hàng khác. Thì rất có thể là vì cái mối lo đó cho nên chính phủ Biden đã gọi là đầu hàng. Là ông Tổng thống nói, bà Bộ trưởng Tài chính nói là chúng tôi sẽ giúp cái ngân hàng đó để bồi hoàn hết tiền cho những người gửi tiền. Cho dù là trên 250.000 trở lên. Cho dù là trên 250.000. Thế thì tiền ở đâu ra? Cái thứ nhất là cái ngân hàng SVB này đấy, thực sự nó không có chết. Nó chỉ bị người ta đến rút tiền một lúc nhiều quá cho nên là nó kẹt. Thì họ sẽ thu xếp để một số ngân hàng vững mạnh mua lại cái ngân hàng đó. Và cho nó chạy lại đều đều. Có thể đổi tên. Nhưng mà lúc đó đó thì cái công việc nó lại đều đặn, nó lại sinh ra tiền. Thì không cần phải dùng đến cái tiền của nhà nước. Đó là cái lý do mà ông Biden ông ấy bảo đảm là đừng có lo mất tiền. Là bởi vì thực sự cái ngân hàng đó nó sụp chỉ vì mấy cái ông đó đã bán cái công cổ phiếu đúng cái lúc đó rồi lại phát hành cổ phần đúng lúc đó làm người ta hoảng sợ. Cái chuyện hoàn toàn có tính cách kỹ thuật. Thành ra mai mốt á, cái mấy ông đó bây giờ bị sa thải hết rồi. Có cái người mới để điều hành công ngân hàng nó có thể nó lại sống lại như cũ. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Tiến Dũng đã giải thích một cách rất dễ hiểu. Thứ nhất là cho cá nhân tôi không biết gì về tài chính cả, cũng biết cái nguyên nhân sụp đổ của ngân hàng SVB cũng như cái viễn ảnh của cái ngân hàng này ra sao. Chào tạm biệt ông Nguyễn Tiến Dũng và quý khán giả của IBC TV. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào quý vị khán giả.